Một anh chàng đang tán tỉnh cô gái xinh đẹp. Em có thể làm người yêu anh không? Anh đùa à? Anh như thế nào mà đòi yêu tôi? Anh đi xe gì? Bốn bánh? Tài chính ổn định không? Tay lúc nào cũng cầm một cọc tiền. Được rồi, em đồng ý. Mà anh làm nghề gì vậy? Phụ xe buýt. Anh chàng cặp bồ với phụ nữ đã có chồng. Lúc hai người đang ở trong nhà tâm sự thì bất ngờ người chồng về. Anh chàng hoảng hốt hỏi: "Chết rồi, làm sao bây giờ hả em?" "Bình tĩnh, em đã có cách." Cô liền đi vào bếp, xách cái thùng rác to tướng ra, mở cửa và nói với anh chồng: "Anh đổ rác giùm em nhé." Anh chồng lập tức tuân lệnh vợ, xách thùng rác xuống tận tầng trệt để đổ. Nhân cơ hội đó, anh chàng mới thoát ra được. Vừa về đến nhà, vừa tấm tắc khen: "Cô ta thông minh minh thật, hơn đức vợ mình." Về đến nhà, anh bấm chuông. Một lúc rất lâu sau, cô vợ mới ra mở cửa. Trên tay là một cái túi rác rất to và mỉm cười nói: "Anh yêu ơi, anh đổ rác giúp em nhé." Ở quán rượu, một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu tại quầy bar thì một cô gái xinh đẹp bước vào và ngồi bên cạnh. Ông ta quay sang bắt chuyện: "Tôi đang ăn mừng cho một ngày đặc biệt." Người phụ nữ đáp: "Thật là trùng hợp, tôi cũng đang ăn mừng. Vậy ông mừng vì dịp gì?" "Tôi nuôi gà cảnh. Trước đây con gà mái của tôi không đẻ, nhưng hôm nay nó nhảy ổ rồi và cho ra một cái trứng đất sinh. Thật là trùng hợp, nhiều năm nay vợ chồng tôi không có con, nhưng bác sĩ vừa báo rằng tôi đang mang thai. Thật là mừng. Thế sao con gà của ông đẻ được vậy?" "À, tôi đổi con gà trống khác." "Thật là trùng hợp," cô gái nói. Một người phụ nữ đi về nhà và thấy ông chồng đang đi lanh quanh với một cái vỉ đập ruồi trên tay. Cô hỏi: "Anh đang làm gì vậy?" "Săn ruồi." "Ồ, thế đã giết được con nào chưa?" "Rồi, ba con đực, hai con cái." "Sao anh biết được con nào đực, con nào cái?" "Ba con bò trên căn bia, hai con đậu ở điện thoại." Một người phụ nữ tò mò tiến lại phía ông cụ trông rất già cả, đang ngồi nghỉ ngơi trước cửa nhà và hỏi: "Tôi thấy ông trông rất vui vẻ và thoải mái. Bí quyết gì giúp ông có thể sống hạnh phúc lâu dài tới vậy?" "À, mỗi ngày tôi hút hết 3 bao thuốc, uống 5 vại bia, ăn nhiều đồ ăn có chất béo và đặc biệt là không bao giờ tập thể dục." "Ồ, không thể tin nổi. Thế ông bao nhiêu tuổi rồi?" "26." Một anh bị tai nạn, bác sĩ phải cưa đi một tay để duy trì sự sống. Trên đường về, anh rất đau khổ. Tưởng chừng như mọi thứ đã chấm dứt, thì bỗng nhìn thấy một người khác bị cụt cả hai tay, mà vừa đi vừa cười rất sảng khoái. Quá đỗi ngạc nhiên, anh hỏi: "Thằng này mày điên à? Tao mất một tay đã đau đớn lắm rồi, mày mất cả hai sao? Vẫn vui thế?" Người kia đáp: "Anh bắt giùm tôi con kiến bò dưới nách cái, nhột quá không chịu nổi nữa rồi."
Vợ phàn nàn với chồng: thế giới này mà không có đàn bà thì lấy đâu ra người khâu quần, khâu áo cho đàn ông? Thế giới này không có đàn bà thì đàn ông cần quái gì phải mặc quần với áo? Có một đôi vợ chồng mới lấy nhau, lên sảnh ra lúc nào là tình tứ lúc đấy. Nhà có nuôi một con chó tên là Rạng. Một hôm giữa trưa, đang trong lúc tình tứ thì con chó nó mới mò vào định ăn vụng nồi canh xương lúc trưa. Thằng chồng nhìn thấy quát: Rạng ra, Rạng ra, tao bảo mày không được phỏng. Rạng ra! Đờ mờ: Rạng ra, ta bảo Rạng ra cơ mà. Ông bố nằm ở phản ngoài nghe thấy xót con dâu mới cưới vội vàng kêu ầm lên: ôi giời ơi là giời, nó mới về mà đã biết cái gì mà mày hùng hục ấy hả con? Án mạng bây giờ. Thấy trong người có nhiều đổi khác, cô gái mới lớn đi khám bác sĩ. Ông ta tuyên bố không cần úp mở rằng cô đã có thai được gần 3 tháng. Sau phút choáng váng, cô gái vật vã khóc lóc, than thân trách phận: trời ơi, cô than vãn, nếu biết sự thể ra xảy ra như thế này, tối hôm ấy cháu đã không ở nhà với bạn trai mà theo bố mẹ cháu đi xem chiếu phim. Nếu thế thì đã không có chuyện. Ông bác sĩ nhún vai: nhưng tại sao tối hôm ấy cháu không đi xem phim? Bố cháu không cho đi. Cô gái gạt nước mắt đáp: phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Một người vào nhà hàng hỏi bồi bàn: ở đây có món gà nướng không? Thưa ông, có. Nướng trong lò hả? Vâng. Thế có gà nướng than không? Cũng có. Có ngon không? Rất ngon. Gà tơ chứ? Vâng, rất tơ. Bảo đảm không vướng H5N1 chứ? Vâng, bảo đảm ạ. Vậy cho tôi một cánh gà. Cánh phải hay cánh trái thưa ngài? Sáng đầu tuần, do bị trễ giờ nên Tuấn vội vã chạy xe máy đến cơ quan. Khi cho xe băng phố, anh quên giơ tay xin đường. Vừa lúc băng qua thì phía sau một thanh niên khác tông thẳng vào khiến cả hai té nhào. Tuấn đứng dậy tức giận nói: anh chạy xe kiểu gì thế? Tôi đã giơ tay xin đường rồi mà. Anh thanh niên hậm hực nói: mày xin nhưng mà tao chưa cho. Vợ mới sinh con, thương chồng bị cấm vận lâu ngày, lại vất vả ngược xuôi nên đưa chồng ít tiền rồi thì thầm bảo chồng đi thư giãn ở ngoài. Xả van một tí cho đỡ bức bối anh ạ. À, em không trách đâu. Anh chồng đi một lúc rồi về, trả lại vợ gần nửa số tiền rồi kể: anh định vào quán, nhưng vừa ra cửa gặp ngay cô hàng xóm. Cô ấy hỏi chuyện lại thông cảm vợ đẻ, giảm giá 50%. Con ranh láo tét. Cô vợ gầm lên: ơ kìa em, đi đâu mà chẳng thế? Ông chồng hốt hoảng: hồi nó đẻ, em có lấy của chồng nó xu nào đâu. Ở vùng miền núi, anh chàng vô tình bị bắn trúng cung tên nên mắc kẹt vô bụng. Người nhà anh không dám rút ra, đành để y như vậy, tới bệnh viện nhờ lấy ra. Khi gia đình đưa anh tới khoa ngoại nhờ lấy ra, bắt các bác sĩ nhanh chóng tận trình chạy lấy cưa ra, cưa ngang mũi tên rồi rửa vết thương băng lại. Các bác sĩ và y tá nói xong rồi, người nhà anh này ngạc nhiên hỏi:
Ủa sao kỳ vậy bác sĩ? Bác sĩ trả lời: Sao kỳ? Người nhà hỏi tiếp: Sao bác sĩ cưa ngang khúc ngoài, còn lại khúc trong sao không lấy ra? Bác sĩ thẳng thốt trả lời: Người nhà đưa vô có dùm kỹ bảng hiệu chưa? Đây là khoa ngoại, thì nhiệm vụ bên tôi tới đây là xong, còn phần lại bên trong là thuộc quyền khoa nội, có hiểu không? Một người đi đường hỏi ông ăn xin: Sao ông lại đi ăn xin? Để tôi lấy tiền uống rượu. Vậy tại sao ông lại uống rượu? Để tôi có dũng khí để đi ăn xin. Cô vợ than phiền với người hàng xóm: Chồng trước đây thường âu yếm, gọi tôi bằng những tên con vật như con chim bé bỏng của anh, con mèo cưng yêu dấu. Vậy mà những từ ấy bây giờ đã biến mất. Ồ, không phải vậy đâu. Anh ấy vẫn gọi chị bằng tên con vật đấy chứ. Thật không? Thật chứ. Mới hôm qua anh ấy còn nói với tôi phải về ngay chứ không thì con hổ cái nhà tôi nó gầm lên bây giờ. Ông chồng tặng vợ một chuỗi kim cương nhân kỷ niệm ngày cưới. Cô vợ không lấy làm vui vẻ mà lại tỏ ý buồn rầu nói: Anh yêu, anh thừa biết là em muốn có một chiếc xe hơi Mercedes. Được rồi, ngày mai anh sẽ ra phố Hàng Mã đặt làm một chiếc để thỏa lòng mong ước của em. Ngoài chợ, một bà già bán trứng với tấm biển treo bên cạnh: Trứng Trung Quốc. Ông bạn đi qua, chồng thấy thế giật mình hỏi: Này bà không muốn bán trứng hay sao mà treo tấm biển kia? Bà bán trứng liền trả lời: Sao lại không muốn bán? Mà ông biết không, đầy người mua ra đấy. Người thì mua cho vợ, người thì mua cho mẹ, nhiều lắm. Chàng trai gặp chuyên gia tư vấn tình yêu, giọng ấm ức: Em và cô ấy đã tỏ tình với nhau, thề thốt đủ điều, hôn nhau dăm ba lần. Vậy mà bây giờ cô ấy lại dở chứng, đứng núi này trông núi nọ. Bạn đừng tưởng thề non hẹn biển, hôn nhau dăm ba lần mà cô ấy đã thuộc về bạn. Với bạn hiện nay, tốt nhất là làm cách nào để kiểm soát được cả hai đỉnh núi của cô ấy. Chúc thành công nhé. Hai vợ chồng đi cùng một cô gái xinh đẹp trong một chiếc thang máy nhỏ. Người chồng mê mẩn ghé sát vào cô gái. Bỗng nhiên cô này quay phắt lại, tát bóp vào mặt ông ta và mắng: Đồ đê tiện, chừa cái thói véo cố véo phụ nữ trong thang máy nhé. Lúc ra ngoài, ông chồng nhăn nhó với vợ: Khổ quá, anh có véo cô ta đâu chứ. Tôi véo đấy, bà vợ nói. Tôi sợ rằng nếu không làm như vậy thì anh còn có hành vi tồi tệ hơn. Đôi tình nhân ngồi âu yếm trong công viên đông người. Cô gái liên tục nũng nịu người yêu: Ôi, má em đau quá. Cô gái nũng nịu. Chàng trai bèn hôn vào má cô gái: Em thấy thế nào? Còn đau không? Úi, hết đau rồi. Ít phút sau: Ôi, cổ em lại đau. Chàng trai lại hôn vào cổ nàng: Còn đau không em? Cô gái bẽn lẽn: Hết rồi. Một lúc sau, cô gái lại kêu đau ở gáy. Cụ già ngồi gần đó không chịu nổi, cáu tiết: Hỡi chàng trai có đôi môi thần kỳ,
cháu có thể chữa được bệnh chị không? Sau một hồi trao nhau những nụ hôn nồng cháy, chàng trai hỏi người yêu: "Em à, có phải anh là người hôn em nụ hôn đầu tiên không?" Cô gái e thẹn trả lời: "Vâng, mà sao người con trai nào cũng thích hỏi em câu đó vậy?" Một anh chàng bị mẹ của người yêu cấm đoán chuyện tình cảm giữa hai người. Một hôm, không chịu nổi nữa, anh đến nhà người yêu và nói bừa với mẹ nàng: "Thưa bác, em nhà mình rất yêu con và đã lỡ có thai với con bác ạ." À, ôi dào, biết rồi, nhưng này anh đừng có mà cướp công của người khác đấy nhé. Con gái có khá nhiều vấn đề cần bàn. Con gái được định nghĩa tùy theo độ tuổi. 8 tuổi như thể dục dụng cụ, chẳng thằng con trai nào để ý tới. 18 tuổi như bóng đá, 22 thằng hùng hục tranh nhau một quả bóng. 28 tuổi như bóng rổ, tỷ lệ tranh bóng đã giảm xuống với 10 người một bóng. 38 tuổi như bóng bàn, khi quả bóng bay đến, bạn cố hất sang bên kia đối phương. 48 tuổi như bóng chày, bạn đã cố đánh quả bóng càng xa càng tốt. Quá over 48. Một câu trả lời đơn giản là bia. Mục tiêu lớn nhất là cho xuống lỗ. Cô gái đi học trên thành phố, nửa đêm nhận được tin nhắn: "Chào em, mình làm quen được không? Em có người yêu chưa?" "Em có rồi anh ạ." "À, thế á? Cha mày đây, sớm mai bắt xe về quê ngay họp chuyện gia đình này." Hôm sau cô gái nhất quyết không về, nửa đêm lại có tin nhắn: "Anh phải làm sao để được làm bạn em? Cho phép anh làm quen nhé. Em có người yêu chưa?" "Em chưa." "Em làm anh thất vọng quá. Một phép thử đơn giản là biết được lòng nhau ngay. Mình chia tay nhau thôi." "Ôi, em xin lỗi. Em tưởng ông già em. Cho em một lời giải thích." "Giải thích gì?" "Ông già mày đây, mai không về quê thì đừng về nữa. Gọi cả thằng đó về cho tao." Hai vợ chồng nhà nọ hay gây gổ và đánh lộn như cơm bữa. Một buổi chiều ăn cơm xong, hai vợ chồng lại đánh nhau một trận tơi bời khói lửa. Buổi tối, người ta nghe thấy chị vợ thì thào trong bóng đêm: "Cái tay này hồi chiều đấm bà, xê ra. Cái chân này hồi chiều đá bà, xê ra. Cái mồm này hồi chiều cắn bà, chửi bà, xê ra. Còn cái này thì được. Cái này hồi chiều chẳng làm gì với bà hết." Một anh chàng say khướt về nhà đập cửa: "Em yêu, anh vừa đi gặp bạn học cũ." "Ồ, là anh đó à?" "Vâng, chuyện đó bình thường mà. Anh nhậu hết tháng lương rồi." "À, em có thể hiểu. Xe anh bị cảnh sát giữ. Chuyện đó đương nhiên thôi." "Ôi, em đúng là người phụ nữ hiền diệu nhất đời. Mà em ơi, anh đã chắc tặng cho một cô gái. Anh không thể có còn với em được, vì anh là sữa tươi tuyệt chủng." Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà: "Đẹp thật, nhìn chăng kìa. Xài bét,
đó là mặt trời. Họ cãi nhau, xích xảy ra ẩu đả. Gặp cô gái đi ngược chiều, một trong hai anh chàng say xỉn hỏi: "Này cô, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng?" Cô gái nhìn lên rồi cau mày nói: "Nó là cái đèn đường carbon ạ." Anh nọ nợ anh kia đã lâu rồi mà không trả. Mỗi lần anh kia đòi thì cứ kêu túng xin khất. Một hôm anh kia lại đến đòi, thấy anh nọ đang ngồi ăn cơm, trên mâm có cả con vịt quay còn nóng hổi, mới hỏi: "Hôm nay ăn sang thế, chắc anh có tiền trả tôi rồi nhỉ?" "Chà, thật tôi túng quá, hôm nay cũng chưa trả anh được." "Thôi đi, cứ hẹn mãi. Anh có tiền mà không muốn trả chứ túng thiếu nổi gì?" "Túng thật mà, không dám nói dối với anh đâu." "Hừ, ăn nguyên cả con vịt quay mà còn kêu túng thì túng đến nỗi một con vịt cũng không nuôi nổi, phải làm thịt chứ còn túng đến như thế nào nữa?" Bước vào bếp, chồng hỏi vợ: "Em đang làm gì thế?" "Anh thấy đấy, em đang rửa bát." "Không được, hôm nay là sinh nhật em cơ mà, anh không cho phép em làm thế đâu." "Ồ, anh yêu, anh tốt quá, cảm ơn anh." Vợ cảm động đến phát khóc. "Em cứ vứt hết đấy." Chồng nói tiếp: "Để ngày mai em hãy làm." Tý là một huấn luyện viên bơi lội, tính tình vui vẻ hài hước. Có lần ông đang đi sắm trong cửa hàng bách hóa thì một nữ học trò nhận ra ông và cúi chào: "Em chào huấn luyện viên ạ." À, huấn luyện viên khựng lại giây lát rồi đáp lễ: "Chào em là..." "Dạ, em là Tuấn, học bơi trong lớp của thầy dạy đấy." "Chà, thì ra là Tuấn, em mặc quần áo nên tôi không nhận ra." Ông chủ đàn xiếc nhìn thấy màn biểu diễn đặc sắc trên đường phố, một con vịt nhảy nhót trên chiếc nồi úp ngược, ông ngạc nhiên vô cùng và bèn trả khoản tiền lớn để mua con vịt cùng chiếc nồi. Chỉ một ngày sau, ông ta tức giận tìm đến chỗ người bán vịt: "Tôi để con vịt trên chiếc nồi và làm hết cách này mà nó vẫn cứ đứng ngơ ra, không chịu nhảy nhót gì cả." Người bán vịt bình thản đáp lại: "Thế à, thế ông có nhớ đốt nến dưới chiếc nồi không?" Ông nọ phỏng vấn chàng rể tương lai của mình: "Vậy là anh muốn yêu con bé nhà tôi?" "Dạ." "Liệu anh có đủ khả năng xây dựng gia đình và đem lại hạnh phúc cho nó hay không?" "Dạ, cháu sẽ cố gắng." "Thế con bé nhà tôi, nó có thật sự yêu anh không?" "Dạ, thưa bác, cháu nghĩ là có ạ." "À, theo anh, có bao nhiêu người trả lời như anh?"
Hai chàng trai cùng đến nhà cô gái chơi, nhưng cô đã đi vắng. Cả hai ngồi chờ, người nào cũng muốn cho địch thủ về trước, muốn người kia bỏ cuộc sớm. Một anh lên tiếng hỏi: mấy giờ rồi? 9:30. Chắc anh bận lắm. Không, tôi chỉ sợ anh về muộn. Nghe này, anh này liền lấy trong cặp ra một quyển tiểu thuyết dày cộm, ung dung ngồi đọc. Anh kia vẫn thong thả nói: anh đọc xong cho tôi mượn đọc với nhé. Ở làng nọ có một gia đình cưới vợ cho con. Sau một thời gian, người con dâu có mang và đẻ đứa con trai rất khỏe mạnh. Trong ngày đầy tháng của cháu bé, gia đình quên mời một người già trong làng đến dự tiệc. Bà cụ rất tức giận và nói một lời nguyền: đứa bé gọi tên ai trong gia đình, người đó sẽ chết. Khi đứa bé biết nói, thì cả gia đình đã quên lời nguyền kia. Một hôm, đứa bé gọi bà ơi. Thế là hôm sau, bà ngoại nó mất. Khi đứa bé gọi mẹ ơi, thì người mẹ cũng ra đi ngay trong đêm ấy. Mấy hôm sau, đứa bé gọi bố ơi, người bố chán nản, chẳng thiết ăn uống, lên giường nằm chờ chết. Nhưng sáng hôm sau, ông ta thức dậy, thấy mình vẫn sống sờ sờ. Chợt nghe tiếng khóc bên nhà hàng xóm, thì mới hay anh hàng xóm đang khỏe mạnh bỗng lăn đùng ra chết. Một người bị kết án tử hình, khẩn cầu tòa giảm án. Quan tòa bảo: anh đã phạm tội tày trời, làm sao chúng tôi tha được? Nhưng có thể chấp nhận cho anh được quyền chọn lựa cách chết. Tử tù vội nói: xin đội ơn ngài, xin cho tôi được chết. Dạ. Một người đứng cạnh miệng cống và quăng tiền giấy xuống. Người ta qua thấy lạ, liền thắc mắc: ông đang làm gì thế? Tôi đánh rơi một đồng xu xuống cống, nhưng sao ông lại ném thêm tiền xuống nữa? Tôi không muốn người ta nói rằng tôi chui xuống cống chỉ vì một đồng xu. Một người đàn ông nọ vừa mua hai con cát về. Sau một thời gian, anh ta không biết phân biệt đâu là con cái và đâu là con đực. Sau đó, ông đến tiệm nuôi cát và hỏi, thì ông chủ mới nói: anh về rình hai con cát, xem lúc nó làm bậy thì con nào ở trên là con đực. Ông ta nghe thế bèn rình và biết được con đực. Sau đó ông nhổ một sợi lông trên đầu con cát và ông nói: tao biết mày là con đực rồi nha con. Bẵng đi một thời gian,
còn các đực bị nhốt riêng qua một bên. Một hôm có một vị thầy tu đi bán nhang, đi ngang qua chỗ con két đang đậu thì nghe kêu: "Sư phụ, sư phụ!" Ông ta kiếm chung quanh nhưng không biết ai kêu mình, và hai ba lần như vậy ông để ý thật kỹ mới thấy con két kêu mình. Ông liền hỏi: "Sao mày biết tao là sư phụ mà kêu?" Còn két đáp: "Tôi làm bậy có một lần mà bị nhổ đi một sợi tóc. Còn ông, đầu ông chọc lóc thì ông còn hơn cả sư phụ nữa cơ." Một bà vợ soi mình trước gương trước khi đi ngủ và nói với chồng: "Mình ơi, chồng em thật kinh khủng, và xấu nữa. Cho em một lời nhận xét tốt hơn đi mình." Anh chồng bỏ quyển vở ra và trả lời: "Ừ, thị lực của em thật tuyệt hảo." Tèo vừa mua một con vẹt ngoài chợ, hí hửng dạy nó tập nói. "Tèo, tôi biết nói. Con vẹt, tôi biết nói, tôi biết nói. Tèo, tôi biết đi. Con vẹt, tôi biết đi, tôi biết đi. Tèo, tôi biết bay. Con vẹt, xạo mày." Hai nhân viên nói chuyện với nhau: "Sếp của tớ có trí nhớ siêu ghê. Năm vừa rồi tớ lỡ đi muộn có 2 lần, mà kỳ họp cơ quan nào ông ấy cũng cứ nhắc. Chưa bằng sếp cũ của tớ. Tớ chuyển cơ quan đó 5 năm rồi, lại thay đổi chỗ ở đến 2 3 lần. Vậy mà hồi cưới vợ cho con, ông ấy vẫn tìm đến nơi để đưa thiệp mời." Một người đàn ông hỏi bác sĩ: "Thưa bác sĩ, vợ tôi rất hay ngoại tình, nhưng lúc nào cũng vậy. Mỗi khi tôi làm ầm lên thì cô ta lại nói: 'Anh hãy uống một tách cà phê để bình tĩnh lại đã nào.' Tôi hiểu, nhưng ông cần tôi giúp gì mới được chứ?" Tôi chỉ muốn hỏi, uống cà phê nhiều như thế có hại cho sức khỏe lắm không?" Từ trên ô tô, đôi vợ chồng nọ nhìn thấy một con chồn hôi bị thương nằm bên đường. Họ dừng lại, cô vợ mang nó vào trong xem và nói: "Anh nhìn này, nó run lẩy bẩy vì lạnh. Em phải làm gì bây giờ?" "Ủ nó vào giữa hai chân ấy, nhưng mà hôi lắm. Bịt mũi nó lại." Cháu hỏi ông nội: "Ông ơi, đồ ngoại và đồ nội, đồ nào tốt hơn ạ?" "Đồ ngoại tốt hơn cháu ạ." Mấy ngày sau, cậu bé nói với mẹ: "Mẹ ơi, mai bảo ông ngoại đi họp cho con nhé." "Sao lại ngoại?" "Vì đồ ngoại tốt hơn đồ nội mà." Bà mẹ dặn con trai mới dạm vợ sang nhà bên ấy, thấy bố vợ làm gì
thì phải làm theo nghe con. Vâng, con nhớ rồi. Đến nơi thấy bố vợ đang ngồi chéo mẩy uống trà, anh ta liền đến kéo ghế ngồi chéo mẩy bên cạnh, rót nước uống tự nhiên. Ông bố vợ nổi giận, vừa lúc thấy con chó đến gần, ông ta giơ chân đá nó một cái. Con chó kêu oẳng một tiếng rồi chạy đi. Chàng rể vội kêu lên: "Đứng lại cho tao đá rồi hãy chạy." Một ông mục sư có nuôi một con chim mà ông rất yêu quý. Một hôm, ông không thấy con chim của mình đâu nữa. Ông rất buồn và cho rằng có người đã bắt được nó. Một sáng chủ nhật, trong buổi lễ, ông mục sư hỏi tất cả: "Ta có một câu hỏi cho các con, và ta yêu cầu các con phải nói sự thật. Các con hãy nghe rõ đây. Có ai có một con chim không?" Tất cả đàn ông trong nhà thờ đứng lên. Ông biết mọi người đã hiểu sai ý mình, liền tìm một cách diễn đạt khác. "Ý ta hỏi là có ai nhìn thấy chim bao giờ chưa?" Tất cả phụ nữ trong nhà thờ đứng lên. En 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 en. Ông càng lúng túng hơn. "Không phải, ta muốn hỏi có ai nhìn thấy con chim không thuộc sở hữu của mình, ví dụ như của nhà hàng xóm." Một nửa phụ nữ đứng dậy, không biết diễn đạt thế nào nữa. Mục sư lắp bắp hỏi: "Ta muốn hỏi có ai đã nhìn thấy con chim của ta bao giờ chưa?" Tất cả bà sơ liền đứng dậy. Thiếu phụ đang làm cơm trong bếp, có tiếng gõ cửa. Bà bỏ dở việc bếp núc chạy ra. Một người đàn ông gật đầu chào lễ phép rồi hỏi: "Thưa bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?" Bị hỏi một câu quá bất ngờ, người đàn bà sững sờ trong giây lát. Khi đã bình tĩnh trở lại, bà liền đóng sập cửa lại không thèm trả lời. Chiều hôm sau, lại có tiếng gõ cửa. Vẫn là người đàn ông hôm trước, vẫn câu hỏi cũ. Thiếu phụ lại trả lời bằng thái độ lặng thinh. Câu chuyện đó diễn ra suốt một tuần lễ liền. Người đàn bà không chịu nổi nữa, bèn kể đầu đuôi với chồng để tìm cách đối phó. Người chồng hôm sau bèn nấp sau cánh cửa. Khi nghe tiếng gõ cửa, người vợ mở cửa: "Chào bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?" Yên chí có chồng đứng sau cánh cửa, người đàn bà trả lời mạnh bạo: "Đúng, như vậy thì có sao không?" "Thưa, nếu vậy xin bà nói với ông nhà là hãy dùng đồ nhà chứ đừng sang ve vãn vợ tôi nữa." Một phụ nữ đòi chồng lắp cho hệ thống nước nóng ở hồ bơi ngoài trời
của gia đình để bà ta có thể bơi lội chống béo phì. Ông chồng vặn lại: con cá voi ngày nào cũng bơi mà có gầy đi tí nào đâu. Đang xem chương trình Vượt Lên Chính Mình, bà vợ quay sang cằn nhằn ông chồng đang ngồi lai rai: ông thấy người ta chưa, người ta nghèo nhưng siêng năng nên được đi thi giành giải thưởng để xóa nợ kìa. Còn ai như ông suốt ngày ăn nhậu nên thiếu ngân hàng 3 triệu đến giờ cũng chưa trả nổi. Chán quá. Bà yên tâm đi, kỳ này tôi sẽ đăng ký đi thi để xóa nợ cho bà coi. Xí, ông thì có nghề ngỗng gì, tài cán gì mà đòi thi với cử? Tại bà chưa biết đó thôi. Tôi có thể uống 20 chai bia trong vòng 1 phút 30 giây. Trời! Con gái một vị đô đốc hải quân sinh con trai, bận tập trận, ông này sai viên cận vệ về thăm cháu ngoại. Trở ra hạm đội, anh ta báo cáo với sếp: thưa ngài, cậu bé giống hệt ngài ạ. À, tả vài nét chính xem sao. Dạ, hói, tròn ủm, chả biết gì hết, nhưng gào thét rất to. Lúc chiều, hai vợ chồng cãi nhau bất phân thắng bại. Tối đi ngủ, anh chồng làm lành: xin lỗi em nhé, anh đã nghĩ lại rồi. Ồ không, em cũng đang định xin lỗi anh. Em không có lỗi, có lẽ do anh hơi nóng tính. Do em, mọi chuyện đều do em cả. Anh đã bảo là tại anh cơ mà. Tại sao anh cố chấp thế nhỉ? Cô có câm đi không? Trong một phòng xưng tội, phụ nữ Mỹ ngồi trước vị linh mục: thưa cha, chồng con vừa qua đời đêm qua, con có lỗi với anh ấy. Chúa tha tội cho con, hãy chuộc lỗi bằng cách thực hiện mong ước cuối cùng của người đã khuất. Thế trước khi qua đời, anh ta có cầu xin điều gì không? Dạ, khó nói lắm đó. Con cứ nói, đó là những nguyện ước thiêng liêng. Anh ta van vỉ con: em đừng bắn, hãy cho anh một cơ hội cuối cùng. Hai vợ chồng nhà nọ đã có 3 người con. Đọc báo và tìm thấy một thông tin hấp dẫn như sau: nếu cặp vợ chồng nào có từ 4 mặt con trở lên sẽ được cấp một căn hộ. Bà vợ hồ hởi nói với chồng: ngày trước hồi đi bộ đội, nghe nói anh cũng đã có một thằng với cô ít người địa phương. Bây giờ anh đi đón nó về đây, nhà mình sẽ đủ tiêu chuẩn để nhận căn hộ đấy. Anh chồng nghe lời, vội vàng chuẩn bị đồ đạc, lên đường về nơi đóng quân năm xưa.
Một tuần sau, ông chồng trở về nhà, mở cửa vào nhà, thấy bà vợ. Ông ta nói ngay: "Em ơi, anh đã về." Thế các đèo nhau trên xe đạp xuống dốc cầu. Người sau phân công: "Mày cầm lái nhé, tao ngồi sau đạp cho có thể." Ok, sau hơn 1 giờ hì hục, cuối cùng cũng lên đến giữa cầu. Người sau thở đứt quãng, ngồi ở đằng sau nãy giờ đạp mệt chết mẹ mới lên. Tao ngồi đằng trước cầm lái cũng đâu có sướng gì, bớt thắng mệt thấy bà luôn. Chàng thanh niên dáng vẻ buồn bã thất vọng đứng trên thành cầu đăm đăm nhìn xuống dòng nước xoáy cuộn. Sau lưng anh ta, một phóng viên bồn chồn đi lại với chiếc máy ảnh trong tay. Cuối cùng, tay nhà báo sốt ruột xem đồng hồ rồi chạy lên nói với anh chàng chán đời kia: "Này anh, quyết định rồi thì nhảy sớm đi, chỉ còn có 3 phút nữa thôi đấy." Đối với tôi, thời gian đâu có ý nghĩa gì, nhưng chậm hơn thì anh sẽ không kịp lọt vào báo tin tức buổi chiều đâu. Có một con rùa sống trong một khu rừng và nơi đó đang bị hạn hán. Chú rùa này muốn sang khu rừng bên cạnh để sống. Nó liền nhờ một con đại bàng mang sang. Con rùa cắn vào một khúc gỗ để đại bàng quắt khúc gỗ đó. Đang đi được nửa đường, con đại bàng liền nói: "Hôm trước tôi cũng mang một chú rùa sang vùng rừng bên kia bằng cách này, nhưng bị rơi vì nghe tôi kể chuyện cười mà lại cười." Con rùa liền phá lên cười: "Ha ha ha, sao lại có thằng ngu như thế nhỉ?" Đại bàng nói: "Mình lại phải mang khúc gỗ nữa à?" Giảng xong bài kinh về lòng vị tha, sư thầy hỏi: "Ai trong số các Phật tử sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù?" Tất cả mọi người đều đưa tay lên, trừ một ông lão ngồi bên dưới. "Chẳng lẽ cụ không thể tha thứ cho kẻ thù của mình ư?" "Tôi không có kẻ thù. Thật là đức độ. Thế cụ bao nhiêu tuổi rồi?" "90 tuổi." "Cụ hãy cho mọi người biết bí quyết sống đến 90 tuổi mà không có một kẻ thù nào." Ông lão cao giọng nói: "Chỉ có một cách là phải tiêu diệt hết lũ chúng nó mà thôi." Hai con chuột ngồi chém gió với nhau. Con chuột thứ nhất: "Sáng nào tao cũng tập thể dục với 7 chuột cho khỏe người." Con chuột thứ hai: "Bình thường sáng nào tao cũng pha bả chuột uống với sữa cho tỉnh táo." Đột nhiên có con chuột khác đi qua rút ngay điện thoại ra: "Mèo à, số 10 Trang Thúy à, chờ tao đến, anh em mình tập boxing đòi đi lắc nhé." Hai con chuột kia sốc chết. Hai tên trộm
chui qua ống khói, đột nhập vào một nhà triệu phú. Không may, hôm đó, ông chủ lại thức khuya, đọc báo, nghe thấy tiếng động, hỏi, ai đó? Mèo, mèo, tên trộm thứ nhất, bèn giả giọng mèo để đánh lạc hướng. Tưởng mèo thật, chủ nhà yên tâm tiếp tục nằm đọc. Tên thứ hai gây tiếng động mạnh hơn, làm chủ nhà bật hẳn dậy. Ai? Tên kia nói lại, một con mèo khác thôi mà, thưa ông. Hai người say rượu nói với nhau, mày phóng vừa thôi, tao chưa muốn chết đâu. Người kia ngạc nhiên, tao đâu có cầm lái đâu. Ủa, tao tưởng mày lái, nãy giờ sợ gần chết mà không dám nói. Đứa con trai 5 tuổi hỏi bà mẹ của nó, mẹ ơi, tại sao tên của chị hai con lại là ngày hè rực rỡ? Bà mẹ trả lời với giọng đầy âu yếm, à, tại vì bố mẹ muốn ôn lại kỷ niệm của chuyến nghỉ mát với công ty đấy con ạ. Vậy chắc tên của chị ba con là để nhớ đến kỳ nghỉ Tết của bố mẹ, ngày đông ấm áp. Bà mẹ vẫn với giọng nói lúc nãy, con rất thông minh, bao cao su thủng của mẹ. Cô vợ trẻ đi làm về trễ, quần áo sọc sạch, hớn hở báo với chồng, thoát rồi anh ạ. Trên đường về nhà, em gặp một tên vô lại, nó dí dao vào cổ em và bảo, yêu thì tha, chống lại thì chết. Trời ơi, rồi sao? Em xin tha ạ. Một anh chàng hà tiện lên tàu hỏa không mua vé, nhân viên kiểm soát phát hiện được bắt trả tiền, nhưng anh ta nhất định không chịu. Người kia liền xách vali của anh ta ném qua cửa sổ toa tàu. Đồ quá quắt, anh chàng hà tiện thét lên, ông có bắt được con trai tôi trốn vé đâu mà lại ném cả nó ra ngoài thế hả? Hai kỹ sư giao thông nói chuyện với nhau, cậu có biết cách nghiệm thu cầu mới nhất không? Cách nào thế? Sau khi xây xong cầu, dồn hết các bà mẹ vợ lên khiêu vũ trên đó. Nếu cầu không sập thì là cầu tốt, còn sập thì là cầu tuyệt vời. Cô giáo hỏi một học sinh, em học được ở đâu mà viết lắm lỗi chính tả thế này? Thưa cô, cái đó không thể học được, vì đó là năng khiếu ạ. Cô giáo lại hỏi thêm, em có biết sau chữ A là chữ gì không? Thưa cô, là tất cả những chữ còn lại ạ. Đêm khuya, hai tên trộm lẻn vào cửa hàng thời trang, ra tay vơ vét. Chợt một tên kêu lên, này, nhìn kìa. Gì thế? Tên kia giật mình, tưởng cảnh sát đến. Dã man quá,
cái áo xấu thế này mà chúng nó dám đề giá 3 triệu. Cướp của bọn này là đáng lắm. Một gã trẻ tuổi gặp một ông già đang huynh hoang muốn khoe trình độ mình hơn người. Gã bèn rủ: "Tôi với ông so kiến thức bằng cách đố nhau nhé." Ông già đắn đo, gã bèn đặt thêm điều kiện: "Nếu thắng ông được 10 đồng, nếu thua ông chỉ mất 1 đồng thôi." "Nhất trí, anh đố trước đi." "Thế tay nào lên vũ trụ đầu tiên?" Ông già không trả lời, lẳng lặng rút một tờ 1 đồng trả cho gã trẻ tuổi. "Được thế," thắng hỏi tiếp: "Thế ai phát minh ra định luật bảo toàn khối lượng?" "Chịu." "Lại một tờ nữa." "Thôi, anh đố nhiều rồi, để tôi đố anh một câu được không?" "Đồng ý." "Con gì lên đồi bằng 2 chân, xuống đồi còn 3 chân?" Sau một hồi suy nghĩ, gã thanh niên quyết định rút tờ 10 đồng ra, đưa cho đối thủ và hỏi lại: "Không biết, thế con gì đấy hả ông?" Ông già lẳng lặng rút tiếp tờ 1 đồng đưa cho gã trẻ. Trong cuộc thi vấn đáp, ban giám khảo hỏi thí sinh: "Em tên gì?" "Em tên là Hà." Cô gái nói xong thì cười rất rạng rỡ. Ban giám khảo hỏi: "Tại sao em lại cười?" Cô gái trả lời: "Dạ, tại vì đề của câu 1 dễ quá." Ban giám khảo bó tay. Hai ông Lát và Thọt gặp nhau tại cầu thang nhà chung cư. Vốn không ưa nhau từ lâu nên ông Thọt gây sự: "Mày thích nhìn đểu tao à?" Không kiềm chế nổi, ông Lát tức giận: "Ông lại xông phi đạp cho mày phát bây giờ." Một người bị bệnh mộng du đang ngủ liền bật dậy, chạy xuống bếp và cầm lên một con dao bầu. Cả nhà anh ta không dám ngăn cản vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. Anh ta đi sờ đầu từng người, sau đó xuống bếp cất dao vào chỗ cũ và đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau, mọi người vây lấy anh ta hỏi tối hôm qua nằm mơ cái gì mà lại đi sờ đầu từng người như vậy. Anh ta liền trả lời: "Tôi mơ thấy lạc vào một vườn dưa hấu, nhưng sờ mãi không được một quả nào chín cả." Cả nhà tím mặt. Trước ngày cưới, cô gái nói với người yêu: "Anh yêu, sau này lấy em, anh có đánh em không?" "Không bao giờ." "Thật chứ anh?" "Thật." "Anh không lừa dối em đấy chứ?" "Đã bảo là anh nói thật rồi cơ mà, cứ hỏi mãi." Bực lên, anh lại cho mấy cái tát bây giờ. Ba mày râu gặp nhau bàn tính về chuyện ăn. "Mày râu một, tôi có thể ăn
Một lúc 5 quả trứng gà. Mày râu hai, tưởng gì tôi có thể ăn một lúc được 10 quả trứng gà. Mày râu ba, thế thì nhầm nho gì? Một lúc tôi có thể ăn hàng 100 quả trứng. Mày râu một, mày râu hai, trứng gì vậy? Mày râu ba, trứng cá. Bó tài. Một anh chàng lái xe lóng ngóng thế nào đâm luôn vào cột điện, phải đưa xe đi sửa. Nhưng mấy ngày sau anh ta lại đâm phải một cái cây. Về nhà anh ta than thở với vợ: mai đem xe đến sửa, chắc ông thợ sẽ cười vào mũi anh. Anh cứ nói là tại em cho đỡ ngượng. Vợ anh ta an ủi: thế em tưởng lần trước anh không nói thế à? Một bà vợ hay ngoại tình, mỗi lần như vậy bà ta nói với chồng: em trúng xổ số nên hôm nay nhà mình ăn tươi. Ông chồng thừa biết vợ mình giả dối. Một hôm về nhà mẹ vợ ăn giỗ, ông chồng đèo bà vợ về. Đến một chỗ lội, ông chồng khiêng xe đạp qua. Bà vợ định lội qua nhưng ông chồng ngăn lại. Khi xe đạp được ông khiêng qua, ông ta sang bế vợ qua con suối. Bà vợ rất ngạc nhiên, thắc mắc trong lòng. Gần đến nhà, bà ta không chịu được nữa mới hỏi: gần 20 năm sống bên nhau, tôi chưa lần nào thấy ông thương tôi như vậy. Ông chồng hỏi: như vậy là như thế nào? Như lúc đi qua chỗ lội nước ấy. À, anh sợ cái vé xổ số của em bị ướt nên anh bế em qua. Mày nhìn đểu tao à? Dạ đâu có, mắt em lé. Mày cười đểu tao hả? Dạ đâu có, miệng em méo. Vậy thì tao quánh mày cái tội xấu xí, lại thích gây chú ý. Trong một khách sạn lớn, một bà hỏi anh gác thang máy: lên xuống mãi, thế anh có mệt không? Thưa mệt ạ. À, lên mệt không phải không? Thưa không ạ. À, vậy thì xuống mệt hơn à? Thưa không ạ. À, khi ngừng? Thưa không ạ. À, thế thì khi nào anh mệt? Khi gặp những người hỏi nhiều. Hai con rắn độc đang bò, một con quay lại hỏi gì?